Rồi cái đồng hồ điện tử là ta đang chủ động làm hết tất cả mọi việc cho nó, chứ ta không có nhờ người control nào hết. Nên ta sẽ ép cái dạng là custom control, new control mới, new item mới, chọn cái custom control đây. Rồi ta để là cái đồng hồ. Rồi trong cái đồng hồ người ta làm gì? Trong đồng hồ này thì ta bắt buộc là phải có một cái biến là time, là thời gian để chạy. Thì cái biến thời gian này tôi có thể dùng là cái biến đêm time, đây time ê, đây vậy biến này để chứa cái thời gian. Có thể dùng biến này để chứa thời gian, nhưng ở đây tôi tạm thời tôi không dùng cái biến này, mà tôi giới thiệu cho các anh chị thêm một cái biến, một cái loại control nữa, giới thiệu thêm cho các anh chị một loại control nữa. Đó là cái control timer, cái control timer. Đấy, timer đây. Thì với cái control này, với control này với cái control này thì chúng ta có thể bắt, ta có thể thực hiện một cái sự kiện nào đó lặp lại theo một khoảng thời gian cố định. Tức là giờ ta có một cái việc nào đó mà nó ví dụ như là mỗi ngày nó lặp lại một lần, thì ta có thể chỉnh cho mỗi ngày nó lặp lại một lần, nếu chương trình ta chạy liên tục không có bị tắt. Hoặc là ví dụ như có một sự kiện nào đó mà 10 phút nó chạy một lần, thì ta sẽ dùng cái này để cho nó chạy. Còn ở đây là tôi đang làm cái đồng hồ, tôi cần cái thời gian là 1 giây nó phải chạy một lần để mà lấy, để tôi lấy đúng được cái thời gian giây. Còn nếu cái đồng hồ tôi mà chỉ hiển thị theo phút thôi thì nó chỉnh là cho một phút hiển thị một lần. Rồi ta chọn vô cái timer, xong ở đây nó có cái thời gian, đây là cái thời gian mà cái sự kiện nó lặp lại, thời gian mà sự kiện nó lặp lại. Cái thời gian này nó tính theo mili giây, chỉnh là 1000 thì nó là 1 giây nó lặp lại một lần, 10000 là 10 giây lặp lại một lần. Đây là tôi cần 1 giây tôi chỉnh 1000. Sau đó bắt cái sự kiện này thì là cứ mỗi giây nó lặp lại một lần. Thì tôi bắt sự kiện này để làm cái gì? Sau mỗi giây tôi sẽ vẽ lại control một lần. Ở đây là sau mỗi giây thì ta vẽ lại control một lần. Tới đây là đang làm cái đồng hồ thì là sau mỗi giây, giây thì cập nhật lại trạng thái đồng hồ. Đó thì các anh chị là nếu về sau các anh chị cần một cái sự kiện nào đó lặp lại thì ta cứ dùng cái control này. Rồi ở đây sau mỗi giây ta gọi cái hàm refresh, tức là nó vẽ lại một lần. Thì giờ trên đây ta vẽ cái gì trên đây? Ta vẽ ở đây là ta sẽ vẽ lên cái chuỗi, cái chuỗi giờ. Chuỗi giờ ở đây ta có thể lưu lên một biến, ta có thể lấy trực tiếp trong giờ hệ thống ra luôn. Thì nó có cái hàm là lấy cái giờ ra, là cái hàm now này, là lấy giờ ngay trong đây ra, lấy giờ ngay trong đây ra. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái giờ của máy của mình. Nó có một hàm, nó có một hàm để lấy cái giờ theo internet nữa, nhưng mà nếu hàm đó chạy thì bắt buộc phải có cái nói internet. Nhưng đây ta sẽ lấy theo cái giờ máy tính, chứ ta không thể nào mà hiện cái bụng cái giờ trên đây nó khác với cái giờ dưới này được, thì nó cũng hơi kỳ. Đây rồi, trên đây thì ta làm cái gì? Ta đơn thuần là ta vẽ lại thôi. Ví dụ như là ta xuất ra cái chuỗi trên bằng format map trên chấm format map. Đây chuỗi chúng ta sẽ gồm cái gì? Giờ phút giây, giờ phút giây. Thì đây ta lấy thời gian hiện tại chấm giờ, rồi thời gian hiện tại chấm phút là mi, rồi thời gian hiện tại chấm giây như vậy. Rồi sau đó thì ta chỉ làm nhiệm vụ là vẽ cái chuỗi này lên thôi, vẽ chuỗi này lên thôi. Vẽ lên thì ta có đối tượng graphic chấm
Tức là trong cái đối tượng ra phím này, các anh chị muốn vẽ cái loại nào, các anh chị cứ draw một cái là nó đưa nguyên đóng cái hàm cho chúng ta. Với số lượng hàm này, tôi nghĩ là các anh chị dư sức để làm được những cái gì các anh chị muốn. Hàm draw là nó vẽ những cái đường viền xung quanh. Còn cái hàm fill, hàm fill là nó tô nguyên cái khối bên trong. Chú ý hai cái hàm nó khác nhau. Ở đây ta đang cần vẽ chuỗi, ta draw thôi chứ không có cần fill ở đây. Chuỗi thì là vẽ cái chuỗi đó ra. Rồi vẽ cái chuỗi thì ta cần có một cái màu. Thì đây tôi tạm thời là tôi vẽ cái màu xanh. Rồi này như bị thiếu cái gì đó rồi. Đó là cái phòng. Phòng thì ta có cái nhiều. Phòng family. Thế là phòng này à, ta lấy cái phòng của cái máy luôn, ta không cần phải nêu cái phòng ra. Mi chấm phòng. Rồi vẽ ngay vị trí đầu tiên là không không. Rồi xong. Sau đó thì ta qua bên cái form, qua bên form ta build lại cái. Ta kéo cái hình tròn này vô. Các anh chị thấy đây, nó sẽ hiện lên cái đồng hồ, ta chạy lên. Thì cái đồng hồ này nó chưa có chạy, nó chưa có chạy được là do đây chúng ta đã có hết cái timer rồi, nhưng mà cái timer này á nó cần một cái điểm bắt đầu. Tức là nó có timer nhưng mà nó chưa có cho timer đó start lên thì nó chưa có chạy được. Tức là timer thì cũng tương tự giống như cái khác, ta muốn làm gì ta phải bắt nó mở hoặc nó đóng. Thì timer cũng vậy, ta bay bắt nó bắt đầu và nó ngưng lại, chứ không thể nào nó chạy hoài được. Chẳng hạn như chương trình ta có thể là ta chạy 10 phút xong cái ta dừng 10 phút là bạn lần, mà nó chạy 10 lần cái ta dừng một chút rồi ta mới chạy tiếp 10 lần nữa. Thì đó là cái nhu cầu của cái timer này, nó làm luôn chuyện đó. Thì hôm nay cái timer này, ở đây ta làm cái đồng hồ ta mới vừa phải tạo lên là ta bắt buộc nó phải chạy chạy luôn, nên ta bắt cái sự kiện new. Để đây ta cho cái hàm start ngay đây luôn. Thì các anh chị thấy nó có cái hàm stop, nó có cái hàm stop. Thì đó khi nào đó ta cần thì ta gọi cái hàm này nó stop lại, còn không thì không cần thì cứ để cho nó start luôn, chạy lên. Thì các anh chị thấy lúc này cái thời gian chúng ta sẽ chạy như đây. Ở đây thì các anh chị phải gọi cái này để cho cái chỉnh nó lớn lên hơn chút hay gì đó vân vân. Y chấm phong chấm lon. Ở đây tôi tạo ra một cái phong từ cái phong hệ thống của chúng ta. Chú ý là tôi tạo ra cái phong mới thôi, chứ là tôi không có lấy cái phong cũ tôi gán bằng. Ta lấy phong cũ ta gán bằng cái, ta sửa cái phong mới này, cái phong cũ của ta trên cái form ta nó hư hết, đó đây, gán cho cái phong mới. Rồi sau đó rồi mấy cái hàm này sao nó chỉ toàn read only.
Nguyên một lọt hàng toàn là viết only. Rồi ở đây thì nó toàn là viết only thôi, nên ta chỉ new một cái phong mới thôi. Phong đấy là mi phong cái thứ hai. Ở đây thì tao bắt đầu là tao sẽ chỉnh cái phong này lại, tức là cái hàm tôi định tận dụng là cái phong cũ, nhưng mà cái phong cũ cái hàm này nó toàn là những cái read only không thôi, tức là tao call thì nó có cái hàm get thôi, nó không có hàm set. Ở đây tương tự như thế cho cái size cũng vậy, cái size các anh chị thấy size nó cũng chỉ có hàm get thôi, không có hàm set, nên là tất cả những cái này tao muốn gán là giá trị mới tao đều không gán được. Đó, đây là tôi new cái phong mới luôn. Phong có cái kiểu phong. Cái kiểu ở đây là cái tên phong mà các anh chị thường hay làm trong cái Word á, chỉnh cái tên phong á, kích thước. Rồi cái kiểu của nó. Đậm hơn nghiêng gì đó vân vân. Rồi ta gán vô thì đây ta thấy ta chạy lên. Cái form này thì nó hơi nhỏ, nên đây ta có thể kéo này nó ra cho nó vừa với cái kích thước của chúng ta. Như vậy. Dạ như vậy. Bây giờ ta muốn nhiều khi tao thấy này cũng không có được cho lắm, thì đây ta có thể là ta có thể là vẽ theo cái hình chữ nhật, vẽ thêm một cái hình chữ nhật phía dưới e.graphics.fill rectangle cho nó một cái màu yellow, cho nó một vàng. Rồi hình chữ nhật thì ta có cái điểm đầu, điểm cuối, chiều rộng. Chiều rộng thì ta lấy đâu ra? Chiều rộng là ta lấy theo cái chiều rộng của cái chuỗi. Nó có cái hàm là len, đó là nó lấy ra cái len, nó lấy theo là cái số ký tự. Còn giờ là tao đang muốn lấy một cái chiều rộng luôn, chiều rộng thật sự của chuỗi theo mỗi ký tự. Thì đây là trên chấm, tại thiếu cái hàm đó rồi. Rồi, lấy đỡ cái len này, ta nhân cho cái kích thước phong chấm size 7 tới chiều cao. Chiều cao là cái chiều cao của cái phong. Rồi, ta chạy lên lại. Thế này, các anh chị thấy là nó sẽ
tao vừa có cái này của ta vậy, tao kêu lên nó vô tao làm rồi, tao nếu tao muốn làm cho nó là cái, tao muốn làm cho nó là nó có một cái hình tròn hay hình gì đó vân vân, thì tao đầu chỉnh lại cái tướng đó đây đây, hình tròn thì vậy tao phải in bọt vô. Thôi tạm thời tới đây ngừng cái đây trước.